Và sau đây là phần tin thế giới hôm nay. Kính thưa quý vị, tin mới nhất cho hay hiện nay thì NATO muốn đàm phán để kiểm soát vũ khí. Nga thì lại khuyến cáo tình hình đang rất nguy hiểm. Đây là tin từ Brussels. Liên phòng Bắc Đại Tây Dương, còn được gọi là khối NATO, vào hôm thứ Tư ngày 12 tháng Giêng cho biết rằng Họ sẵn sàng đàm phán với nước Nga về việc kiểm soát vũ khí và sẽ bố trí hỏa tiễn để ngăn chặn nguy cơ đấu tranh, chiến tranh tại châu Âu. Nhưng phía Moscow thì nói rằng tình hình đang rất nguy hiểm và con đường phía trước là không rõ ràng. Bất đồng trong quan điểm giữa Nga và phía Hoa Kỳ cùng với đồng minh ngày càng nghiêm trọng hơn sau 4 giờ hội đàm tại Brussels và đây là nỗ lực thứ hai trong tuần này nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng do quân đội của nước Nga kéo quân đến gần với Ukraine. Kính thưa quý vị, ông Jens Stoltenberg là tổng thư ký NATO cho biết, liên minh sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán vũ khí nhưng sẽ không cho phép Moscow phủ quyết mong muốn gia nhập khối NATO của Ukraine. Dù đây là yêu cầu cốt lõi mà nước Nga mong muốn và tuyên bố sẽ không nhượng bộ. Ông Stoltenberg cho biết, nguy cơ xung đột quân sự ở châu Âu thực sự hiện hữu và khác biệt trong quan điểm giữa khối NATO và Nga sẽ không dễ dàng để xóa bỏ. Trong một cuộc họp báo kéo dài, ông Alexander Corsco là thứ trưởng ngoại giao của nước Nga cho biết, họ không tin vào tuyên bố của NATO rằng khối này chỉ tạo nên liên minh phòng thủ mà không gây ra mối đe dọa nào đối với nước Nga. Ông Kresko khẳng định phía Moscow sẽ sử dụng các biện pháp quân sự để vô hiệu hóa những mối đe dọa an ninh nếu những biện pháp ngoại giao không hiệu quả. Kính thưa quý vị, bà Wendy Sherman là Thứ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ nói rằng, thật khó hiểu tại sao một nước có vũ khí nguyên tử như là nước Nga lại cảm thấy bị đe dọa bởi nước láng giềng nhỏ hơn nhiều. Và tại sao Nga lại tiến hành tập trận bắn đạn thật gần với biên giới với Ukraine, nếu như không phải là vì mục đích xâm lăng? Và kính thưa quý vị, Thượng viện Hoa Kỳ đề nghị dự luật trừng phạt Trung Cộng về cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19, tin từ Washington, dc c Thượng nghị sĩ Marco Rubio, đại diện tiểu bang Florida, cùng với 15 thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa khác vào hôm thứ Hai, ngày 10 tháng Giêng, đã giới thiệu một dự luật có tên gọi là dự luật xác được xác thực, điều tra và xác định nguồn gốc COVID-19 còn được viết tắt là COVID art để nhằm áp đặt biện pháp trừng phạt lên giới chức đảng Cộng sản Trung Cộng, quân đội cùng với nhiều nhân vật cao cấp trong Viện Khoa học Trung Cộng. Kính thưa quý vị, hãng tin CSMP cho hay, Dự luật này đã bước vào một cuộc tranh luận giữa các nhà khoa học và chính trị gia về giả thuyết virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm thay vì lây nhiễm từ động vật sang người. Dự luật này là phiên bản mới của dự luật mà ông Rubio đưa ra vào năm 2021, vốn không bao gồm các biện pháp trừng phạt và cũng không nhận được sự ủng hộ từ các thượng nghị sĩ khác dự luật mới đề nghị đóng băng tài sản của giới chức Trung cộng và không cho phép những người này nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Biện pháp trừng phạt sẽ có hiệu lực sau 90 ngày kể từ khi dự luật được ban hành. Nếu như Hoa Kỳ xác nhận Trung cộng không cho phép tiến hành điều tra pháp lý minh bạch đối với các phòng thí nghiệm tại Vũ Hán. Bên cạnh đó, dự luật sẽ đình chỉ việc tài trợ liên bang đối với các dự án có sự tham gia của những nhà nghiên cứu có liên quan tới Viện Khoa học Trung cộng. Và kính thưa quý vị, Hoàng tử Andrew hiện nay phải đối mặt với vụ kiện lạm dụng tình dục. Hoàng tử Andrew của Anh Quốc đã thất bại trong việc thuyết phục thẩm phán Hoa Kỳ, bác bỏ vụ kiện của bà Virginia Geoffrey, cáo buộc công tước xứ York đã lạm dụng tình dục bà khi bà còn là một thiếu niên. Trong một quyết định được công bố vào thứ Tư, thẩm phán quận Hoa Kỳ Louis Kaplan cho biết, bà Geoffrey, 38 tuổi, có thể theo đuổi các cáo buộc rằng hoàng tử Andrew đã đánh đập bà và cố ý gây ra đau khổ về tinh thần cho bà, trong khi nhà tài chính quá cố đó là ông Jeffrey Epstein buôn bán bà. Ông David Boyce, là luật sư của bà Geoffrey cho biết, thân chủ của ông rất hài lòng và mong chờ sự phán quyết của tòa án về các cáo buộc của bà. Hoàng tử Andrew là con trai thứ hai của nữ hoàng Elizabeth, đã bác bỏ cáo buộc của bà Geoffrey rằng ông đã ép buộc cô quan hệ tình dục hơn hai thập niên trước tại một ngôi nhà ở London của cựu cộng sự Epstein và bà Ghislaine Maxwell và lạm dụng cô tại hai ngôi nhà của ông Epstein. Phiên tòa xét xử có thể bắt đầu từ tháng 9 cho đến tháng 12 năm 2022 nếu như cả hai bên không đạt được thỏa thuận nào bà Sarah Kristoff là một luật sư tại công ty luật Day Pitney và là một cựu công tố viên liên bang cho biết quyết định của thẩm phán Kaplan đã tạo ra nhiều khả năng hoàng tử Andrew sẽ theo đuổi một thỏa thuận bên ngoài tòa án. Và kính thưa quý vị, quân đội Myanmar thay thế tư lệnh không quân dù sau chiến dịch thả bom vào thường dân. Theo truyền thông tại địa phương và bốn nguồn tin thân cận với lực lượng vũ trang cho biết, ông Maung Maung Kyaw, tư lệnh không quân của Myanmar đã vừa bị cách chức vào hôm thứ Hai ngày 10 tháng Giêng. Và ngay lập tức sau đó, trong cùng ngày, ông Thun Ong, từng là tham mưu trưởng không quân, được bổ nhiệm lên để thay thế vị trí này. Ông Maung Maung mươi 57 tuổi, là một tướng lĩnh xuất thân từ đội quân tinh nhuệ và lên chức tư lệnh không quân vào năm 2018. Hiện nay thì vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính thức Tại sao ông này phải kết thúc công việc? Nhưng có nguồn tin cho rằng, việc lực lượng không quân thả bom phe đối lập đã khiến cho nhiều dân thường bị thiệt mạng. Mặc dù không quân khẳng định họ không nhắm vào dân thường, chỉ nhắm vào những kẻ khủng bố. Kính thưa quý vị, kể từ cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2 năm ngoái và trong các cuộc biểu tình sau đó, lực lượng không quân hiện diện trên khắp Myanmar để dập tắt phe đối lập chính quyền Myanmar đã bỏ tù nhà lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi và hầu hết các đồng minh của bà ta, đồng thời gọi các lực lượng đối lập trung thành với bà Aung San Suu Kyi là những kẻ khủng bố. Hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị cho biết có hơn 1.400 người bị thiệt mạng trong các cuộc bạo động kể từ sau vụ đảo chính, bao gồm cả những nạn nhân trong các vụ thả bom của không quân. Trong những tuần gần đây, thì quân đội Myanmar thực hiện điều trận không kích vào thị trấn Loi Khao, ở phía đông của tiểu bang Kaya giáp với Thái Lan, khiến cho hàng ngàn người dân phải bỏ chạy. Thị trấn Loi Khao là nơi hoạt động của các nhóm vũ trang dân tộc thiểu số và các tổ chức vũ trang chống đảo chính mới được thành lập. Và tham dự triển lãm điện tử tiêu dùng CES, 70 người Nam Hàn xét nghiệm bị dương tính với COVID-19. Kính thưa quý vị, Cơ quan Y tế Nam Hàn vào hôm thứ Tư ngày 12 tháng Giêng cho biết có khoảng 70 công nhân của nước này đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi tham dự triển lãm điện tử tiêu dùng hàng đầu thế giới CES tại Las Vegas vào tuần trước. Những người nhiễm bệnh bao gồm giám đốc điều hành và nhân viên của một số công ty lớn của Nam Hàn. Các trường hợp lây nhiễm mới này có nguy cơ ảnh hưởng vào công tác kiểm soát dịch COVID-19 của Nam Hàn. Chỉ vài ngày sau khi nước này thành công trong việc giảm thiểu số ca nhiễm mỗi ngày từ mức cao kỷ lục vào tháng 12, nhờ thực hiện vào các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt và áp dụng rộng rãi việc kiểm tra thẻ thông hành vaccine tại các địa điểm công cộng. Kính thưa quý vị, công ty Hyundai Heavy Industries cho biết, 6 nhân viên tham dự vào CES của họ xét nghiệm dương tính với COVID khi còn ở tại Hoa Kỳ và đã được đi cách ly. Một số đã được cho về nhà. Theo tờ JoongAng An Ibo của Nam Hàn đưa tin, thì có nhiều nhân viên của Hyundai Motor và Hyundai Mobis tham dự vào CES cũng xét nghiệm dương tính với Covid sau khi trở về lại Nam Hàn. Đến tham gia sự kiện này, có khoảng 340 công ty Nam Hàn. Ông Son Yong là viên chức cao cấp của Bộ Y tế Nam Hàn cho biết, Nam Hàn đang nhanh chóng để liên lạc với những người tham gia vào sự kiện và tiến hành điều tra dịch tễ học và một lần nữa là những quảng cáo rất ngắn của đài truyền hình set diễm liên sẽ trở lại ngay với những phần tin về việt nam và cộng đồng chúng ta